nè, không mà không có bạn. Sắp gặp đó nè. Dạ. Cái gốc là không có bạn hở nè. Do gì nhà máy nó chậm cũng lâu thấy bà. Chứ cũng lỗi chứ sao dễ gì mà điều hết. Nhưng mà gạch cao cấp từ 6 bắt lên không có lỗi gì. Thẳng lắm. Cái gạch 4 tấc nữa mà nổi gì gạch 6 tấc không có lỗi. Cao cấp thì máy cao cấp in hả? Dạ. Nó chạy chuẩn lắm, cái ly tâm nó chuẩn lắm. Ba đầu quỷ này. Đầu của nước ngoài Việt Nam gì vậy, giá tiền cũng khác. Nó bị cho là làm đồ bị lỗi cũng nhất. Cái hãng táo đó, nó làm ba cái máy laptop đó. Có khi mình xui mình mua chúng cái đồ bị lỗi mình cũng hư lên hư xuống. Nó có cái máy nó đó là hãng chính hãng của nước ngoài đó. Mua chúng cái đồ mà nó bị lỗi cái gì đó. Rồi là nó xị xịt là cùng luôn. Mình cũng đâu biết được nó trong đó nó sao đâu. Thì đó. Nói chung là cũng hơi laptop của thầy nè. Mua hết 450 triệu rồi giờ xài xị xịt. Đồ mới tốt luôn. Đâu phải đó là đường cao cấp mà nó không bị lỗi đâu. Tôi phải nói chứ nhiều khi bà cái thở yếu ấy, là nhiều khi chị nói nó không hiểu đâu, không nắm được đâu. Không thiệt chứ. Phải dễ đâu, nói cái kệ này mà nó khơ mà nó nói là nhiều khi không hiểu đâu. Thì cái gì cũng phải có qua trường lớp mới được.
nghe đâu có vụ cà lao mình nó đẹp đúng không? Quá đẹp. Nó được giá gì rồi thôi. Họ chết quá.